cho nên là cái độ dốc nó cao, cho nên là khi mà mưa xuống, mưa bão xuống thì nước đổ dồn rất nhanh, tốc độ rất nhanh, cho nên nó tàn phá rất là lớn, cho nên là thiệt hại nó cũng rất là khó tránh khỏi. Và như vậy thì bình thường đi.